Cấm đàn ông làm điều này khi quan hệ để tránh thượng mã phong. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, quan hệ tình dục giúp chúng ta đạt nhiều cực khoái, nhưng cũng chứa không ít nguy hại nếu không hiểu rõ và có thể gây nguy hiểm, đó chính là thượng mã phong. Nếu là nam giới, bắt buộc quý vị phải có kiến thức về thượng mã phong. Vậy thượng mã phong là gì? Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thượng mã phong cũng như cách khắc phục và cách phòng tránh. Vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tính mạng, nên quý vị không thể chủ quan được. Nếu quý vị muốn có một đời sống tình dục an toàn, lành mạnh, thì hãy lắng nghe video này của chúng tôi. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu thượng mã phong là gì. Thượng mã phong là tình trạng đột tử ở nam giới trong lúc đã hoặc đang thực hiện sinh hoạt tình dục. Nguyên nhân gây ra thượng mã phong là do nam giới bị đứt, tắc nghẽn mạch máu não hoặc tim mạch bị dồn ép quá mức do vận động tình dục mạnh. Bệnh nhân có thể bị tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài khi các thao tác sơ cứu không diễn ra kịp thời, để lại tổn thương ở não bộ. Thượng mã phong sẽ phổ biến ở nam giới hơn so với ở phụ nữ. 2. Những dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu lâm sàng khi nam giới bị thượng mã phong dễ nhận ra là người đàn ông sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh sau khi lên đỉnh. Những trường hợp bất tỉnh ngay sau khi xuất tinh có nguy cơ đột tử rất cao. Vì vậy, quý vị cần nhận biết được những dấu hiệu thượng mã phong ngay cả khi người bệnh còn đang tỉnh táo. Đó là người bệnh có dấu hiệu mệt lả, mặt mũi biến sắc trắng bệch, chân tay trở nên lạnh, yếu ớt, ra nhiều mồ hôi đột ngột. Với nhiều trường hợp, người bệnh còn kèm theo hiện tượng co giật, hơi thở gấp gáp, nông hơn và có cảm giác tức ngực, khó thở. Đây là những dấu hiệu mà quý vị không nên chủ quan. 3. Nguyên nhân. Hiện nay, tỷ lệ nam giới bị thượng mã phong ngày càng nhiều, bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt kém lành mạnh, khiến sức khỏe yếu. Sức khỏe yếu chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh thượng mã phong ở nam giới. Sinh hoạt tình dục ngay khi nam giới đang bị cảm lạnh, thoát khí, khi không đảm bảo về sức khỏe, cộng với việc vận động mạnh liên tục trong khi quan hệ, sẽ dễ gây ra hiện tượng nhịp tim bị nặng, rối loạn tuần hoàn máu não, thiếu máu cục bộ. Quý vị có biết về câu chuyện cô dâu trước khi về nhà chồng sẽ được cài một cây kim vào chiếc váy cưới và được dặn dò kinh nghiệm, đó là trong đêm tân hôn, nếu chẳng may chồng bị làm sao thì hãy dùng chính cây kim đó đâm vào phần xương cột của chồng chưa ạ? Các cụ có truyền lại kinh nghiệm này là bởi vì lo lắng sức khỏe của người chồng trong đêm tân hôn không được đảm bảo. Do trong quá trình chuẩn bị lễ cưới và trong suốt lễ cưới, cả hai vợ chồng có quá nhiều công việc. Người đàn ông ăn uống thất thường, thiếu ngủ, tinh thần, thể xác bị mệt mỏi, cộng thêm việc thiếu kinh nghiệm về quan hệ tình dục, có thể khiến cho người đàn ông dễ bị thượng mã phong ngay trong đêm tân hôn, hoặc những người đang trong giai đoạn phục hồi thể chất, nếu hưng phấn quá độ cũng sẽ làm sức hao tinh kiệt. Tóm lại, tình trạng sức khỏe là yếu tố quyết định nguy cơ nam giới có khả năng thượng mã phong hay không. Nguyên nhân thứ hai là do bệnh lý tim mạch não bộ thượng mã phong xảy ra chủ yếu với người có sẵn bệnh tim mạch, huyết áp nói chung. Trong lúc thực hiện giao hợp, hệ thần kinh được kích thích quá mức, gây ra các dồn nén lên tim và mạch máu, từ đó có thể bị trụy tim. Bên cạnh đó, người bệnh bị đột quỵ do nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, thuyên tắc động mạch phổi, hạ huyết áp đột ngột, nằm trong trường hợp bất tỉnh sau khi quan hệ. Nguyên nhân thứ ba, do đời sống tình dục hoang lạc. Nam giới quan hệ nhiều lần trong thời gian ngắn. Cụ thể, những trường hợp xa vợ, xa đối tác lâu ngày mới gặp lại, hồi hộp, quá ham mê sinh hoạt một đêm 3 đến 5 lần liên tục, hoặc là những trường hợp nam giới ham hú kéo dài cuộc yêu phải 1 tiếng, 2 tiếng. Khi ép cơ thể hoạt động liên tục như vậy thì rất dễ dẫn đến thượng mã phong, hoặc là những trường hợp uống quá nhiều rượu bia trước khi quan hệ tình dục, sử dụng chất kích thích quá liều trong khi giao hợp đều làm tăng nguy cơ thượng mã phong. Và đó cũng là lý do vì sao các bác sĩ luôn khuyến cáo quý vị không nên sử dụng các viên uống mang tính chất kích dục mạnh. Biết là khi bị yếu sinh lý, mình sẽ tự ti và cảm thấy mất phong độ, mất bản lĩnh trước đối tác, nhưng mình cũng phải quan tâm đến tính mạng của mình. Không thể nào chỉ vì muốn kéo dài cuộc yêu 1-2 tiếng, hoặc là những trường hợp 50, 60, 70 tuổi,
quý vị đã có sẵn rất nhiều bệnh lý nền ở trong người, tim mạch, huyết áp đã không khỏe rồi, mà lại muốn sử dụng những sản phẩm uống vào xong phải 30 phút đến 1 tiếng sau là cương lên để hành sự ngay thì vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta không thể hiểu về bản chất cũng như cơ chế hoạt động của sản phẩm. Những sản phẩm mang tính chất kích dục mạnh như vậy, chắc chắn nó phải chứa thành phần tân dược, nó không thể nào mà 100% thảo dược được. Thứ nữa là cơ chế hoạt động của các loại thuốc đó giúp cho tim của mình hoạt động nhanh và mạnh hơn. Tim co bóp nhanh, mạch máu giãn nở cấp tốc để đẩy máu lưu thông nhanh và mạnh về cầu nhỏ. Cho nên, 30 phút hay 1 tiếng sau, quý vị đã bắt đầu cảm thấy là người râm râm nóng rang lên và cầu nhỏ sẽ bắt đầu cương cứng. Có thể lúc này, quý vị sẽ thấy hiệu quả của sản phẩm rất là tốt. Đây là cái lợi ích trước mắt. Nhưng về lâu dài, thì chúng ta không biết được tác dụng phụ của nó như thế nào, cũng như là nguy cơ bị thượng mã phong khi sử dụng những sản phẩm kích dục mạnh như này rất cao. Một trường hợp nữa, đó là trong lúc giao hợp, quý vị thực hiện những tư thế quan hệ phức tạp sẽ gây thất thoát khí lưu. Những ảnh hưởng từ mặt cơ học như gãy hoặc tổn thương hệ mạch máu ở cậu nhỏ cũng đều làm tăng nguy cơ thượng mã phong. 4. Đối tượng nào dễ bị thượng mã phong? Theo như nghiên cứu, thì đối tượng nam giới từ 30 đến 50 tuổi là những người dễ bị thượng mã phong nhất. Trong giai đoạn này, người đàn ông thường xảy ra tình trạng suy kiệt do phải lao động nặng hoặc ảnh hưởng tâm lý. Đặc biệt nguy hiểm hơn đối với những người đàn ông có tiền sử bệnh tim mạch hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh. Ngoài ra, thống kê có khoảng 1/3 trường hợp thượng mã phong là do nam giới nghiện rượu bia trước khi hoạt động tình dục. Nguy cơ này cũng xảy ra khi nam giới sử dụng chất kích thích hoặc lạm dụng thuốc chữa mất ngủ, thuốc an thần, khiến cho hệ thần kinh dễ dàng bị tác động khi quan hệ tình dục. 5. Phụ nữ cần làm gì khi đối tác bị thượng mã phong? Đối với trường hợp thượng mã phong đột ngột, các chị em phải thật bình tĩnh để xử lý. Nguyên tắc đầu tiên đó là giữ nguyên tư thế nếu cậu nhỏ vẫn còn đang bên trong cô bé. Nhấn mạnh một lần nữa, đó là giữ nguyên tư thế, tránh tình trạng chị em thấy chồng bất tỉnh trên cơ thể của mình, sợ hãi, rồi vội vàng lật chồng qua một bên, dậy mặc quần áo, sau đó mới đi gọi người để giúp đỡ hoặc là gọi cấp cứu. Nhưng nếu các chị em làm như vậy thì đã vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của chồng rồi. Vậy nên nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là giữ nguyên tư thế, kể cả hai vợ chồng đang không mặc gì cả, chồng vẫn bất tỉnh trên cơ thể của mình, thì các chị em đã phải xử lý ngay rồi. Đầu tiên nhanh chóng tìm một vật nhọn, hoặc nếu không tìm được vật nhọn, thì có thể sử dụng đầu ngón tay, chính là những cái móng tay sắc nhọn của mình, ấn vào đầu xương cục. Sau đó khi thấy máu chảy ra tại vị trí này, thì bắt đầu tiến hành hà hơi thổi ngạt để hô hấp nhân tạo cho chồng. Tiếp theo, lấy ngón tay cái ấn mạnh vào giữa môi trên và mũi tại huyệt nhân trung, rồi tiếp tục dùng kim và vật nhọn châm vào 10 đầu ngón tay của chồng để đả thông khí huyết. Sau khi thực hiện các bước trên, xong các chị em mới từ từ nhẹ nhàng đưa chồng của mình nằm xuống giường và nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong thời gian này thì không ngừng dùng tay xoa đều toàn thân chồng, kết hợp kích thích hô hấp, hà hơi thổi ngạt. Dù ở trường hợp nào cũng phải làm ngay, không được chậm trễ. Nếu các chị em chậm trễ, chồng sẽ ngưng tim, ngưng thở, không thể hồi phục. Việc ngại ngùng khi sơ cứu cho chồng lúc này sẽ khiến nguy cơ tử vong tăng cao. Chính vì vậy, chị em phụ nữ cần trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản và gọi cấp cứu càng sớm càng tốt để tăng tỷ lệ sống cho chồng của mình. 6. Phòng tránh thượng mã phong. Quý vị hãy tuân thủ những điều sau. Thứ nhất, tập thói quen sinh hoạt tình dục khoa học, tần suất quan hệ điều độ và hợp lý. Tiếp theo, nam giới cần biết cách kiểm soát hưng phấn và duy trì trạng thái tinh thần, thể lực tốt. Tần suất quan hệ tình dục phù hợp với sức khỏe và thói quen của cả vợ và chồng. Nam giới tránh quan hệ tình dục khi vừa ăn no, sau khi uống rượu say hoặc cơ thể đang mệt mỏi. Nam giới bị bệnh tăng huyết áp, có tiền sử bệnh tim mạch, cần lượng sức khi giao hợp, tránh kéo dài thời gian quan hệ quá lâu. Vợ chồng nên chọn tư thế quan hệ phù hợp, không để gắng sức. Trong lúc lâm trận, nếu cảm thấy tức ngực, khó thở, hoa mắt, thì nên dừng lại để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Song song đó, nam giới cũng cần chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe tình dục cũng như sức khỏe tổng thể của mình.
Đây là những kiến thức cơ bản về tình trạng Thượng Mã Phong mà quý vị bắt buộc phải nắm được để có đời sống tình dục an toàn. Nếu như quý vị thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!